song sát tấn công quả thật là điều tuyệt diệu trong bóng đá. Với lịch sử đã chứng kiến một số cặp đôi đạt đến cảnh giới quỷ khóc thần sầu. Họ giúp định hình nên một đội bóng, một mùa giải, thậm chí là cả một kỷ nguyên. Từ thời điểm khai sinh ra Premier League vào năm 1992, có thể kể đến những cặp đôi huyền thoại tiêu biểu như là Roy George, Andy Cole của Manchester United, Alan Shearer và Chris Sutton của câu lạc bộ Leicester Rovers, hay Thierry Henry và Dennis Bergkamp của câu lạc bộ Arsenal. Dù vậy, trong nhiều năm trở lại đây, những cặp song sát đang dần biến mất khỏi các đội bóng và gần như tuyệt chủng khỏi môi trường bóng đá đỉnh cao. Những hệ thống sơ đồ chiến thuật tân tiến đang chuyển hướng và phụ thuộc nhiều hơn vào các tiền vệ tấn công cũng như các hậu vệ cánh. Tất cả khiến nhu cầu sử dụng hai tiền đạo truyền thống đang dần thuyên giảm trong thời đại thực dụng ngày nay. Vài mùa giải gần đây ở Premier League, có lẽ chỉ mỗi Luis Suarez và Daniel Sturridge của Liverpool áo quần ở Premier League 2013-14, hai phần nào là Jimmy Vardy và Shinji Okazaki của Leicester City đang qua ngôi vô địch thần thánh cách đây 2-3 năm là có thể được xem là những cặp song sắt của Premier League. Và rồi cái ngày mà Arsenal duyệt chi cả 100 triệu bảng, liên tiếp phá kỷ lục chuyển nhượng ở câu lạc bộ để chiêu mộ hai trong số những chân sút hàng đầu châu Âu trong vòng một năm trở lại đây, với một điều có cảm giác về điều gì đó cũ kỹ, truyền thống đang chuẩn bị tái xuất và gây huyền náo cả nước Anh. Thực tế cũng phải chờ đợi đến trận thứ tư dưới thời của huấn luyện viên Unai Emery, Aubameyang và Lacazette mới có lần đầu tiên được cùng điền tên vào danh sách xuất phát khi mà pháo thủ London làm khách của câu lạc bộ Cardiff City. Nhưng từ đó họ đã khiến Premier League phải nhắc nhớ đến mình. Mới nhất, Aubameyang và Lacazette tiếp tục tỏa sáng khi đội chủ sân Emirates nghênh đón và đánh bại đối thủ khó chịu Tottenham Hotspur. Hai bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử câu lạc bộ Arsenal hiện tại đã có 18 bàn thắng sau 14 trận sát cánh cùng nhau, và họ xứng đáng làm đầu tàu cho mục tiêu lọt vào top 4 mùa giải này và đưa pháo thủ thành London trở lại Champions League sau 2 năm vắng bóng. Chính xác thì Lacazette và Aubameyang không hẳn là một cặp song sát, bởi vì ít nhất họ không theo quy chuẩn truyền thống khi mà Aubameyang chấp nhận dạt cánh trái để nhường vị trí trung phong mũi nhọn sở trường cho người đàn em Lacazette. Bản chất của các cặp song sát không đơn thuần ở chất lượng song song và sự thấu hiểu ăn ý lẫn nhau. Hai cầu thủ cũng cần có sự bù trừ nhất định. Trong khi đó, Aubameyang và Lacazette lại sở hữu phong cách chơi bóng tương đối tương đồng. Chính bởi vậy, những phẩm chất khác biệt mới làm nên sự khác biệt ở đây. Trong khi Aubameyang tận dụng tốc độ điện xẹt để kéo giãn và xuyên phá các hàng phòng ngự, Lacazette với khả năng di chuyển cơ động và thông minh của mình đã gây áp lực, làm nhiễu loạn hậu vệ đối phương cũng như phối hợp tạo khoảng trống băng lên cho các đồng đội từ tuyến dưới. Aubameyang và Lacazette là cả cứng với nhau, không chỉ trên sân cỏ mà cả ngoài đời. Như chính tiền đạo người Pháp từng không ít lần thổ lộ về tình bạn theo kiểu keo sơn này. Tuy nhiên, để có thể khai phá tối đa tiềm năng hủy diệt của cặp đôi song sát kiểu mới này, huấn luyện viên Unai Emery cần có sự tỉnh táo trong việc bố trí, sắp xếp sơ đồ đội hình của mình. Cái giá đổi lại cho một cặp song sát thực thụ chính là khu trung tuyến bị áp đảo nhân sự. Huấn luyện viên người Tây Ban Nha đã không ít lần điều chỉnh hàng phòng ngự từ 2 người sang 3 người, vừa phối hợp lực lượng cho tuyến trên và vừa tăng sức mạnh tấn công từ cả hai cánh. Hơn nữa, sự bổ sung thêm trung vệ thứ ba giúp hàng thủ của Arsenal trở nên vững chắc hơn. Chuyển đến Arsenal hè 2017 từ Lyon với giá 46,5 triệu bảng, Lacazette đã xóa ngôi Mesut Özil trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử câu lạc bộ. 5 năm kể từ ngày Ruben van Persie rời đi, Arsenal luôn thiếu vắng đi một trung phong cắm đích thực. Cổ động viên Arsenal luôn sống trong niềm mong mỏi, khát khao cháy bỏng về tiền đạo đẳng cấp, và rồi không quá khi nói rằng giống như giọt nước mát giữa ngày hè oi ả, đập tan những cơn khát của các cổ động viên Arsenal. Gia nhập đội bóng với mức giá kỷ lục, dĩ nhiên chân sút trưởng thành từ lò đào tạo của Lyon mang theo rất nhiều niềm kỳ vọng từ người hâm mộ, và cho đến lúc này anh phần nào cho thấy được khả năng của mình. Mùa giải năm ngoái, lối đá phối hợp nhỏ lắc nhắc của thầy trò huấn luyện viên Arsene Wenger dễ dàng bị đối phương khắc chế bằng lối chơi phòng ngự tử thủ, dựng xe bít trước khung thành và chờ đợi cơ hội phản công. Tuy nhiên, ở mùa giải năm nay, lối đá của Arsenal dưới thời huấn luyện viên Unai Emery đã thay đổi rất nhiều. Họ cầm bóng ít hơn, thi đấu trực diện, tốc độ hơn và sẵn sàng nhường thế trận cho đối thủ. Lối chơi này mang đến những rủi ro nhưng cũng tạo ra nhiều khoảng trống hơn cho các tiền đạo bên phía Arsenal. Họ được quay mặt về phía khung thành của đối phương nhiều hơn, có nhiều thời gian căng chỉnh thước ngắm hơn, và với một tiền đạo khét tiếng bởi khả năng dứt điểm như Lacazette, lối chơi này chẳng khác nào thả hổ về rừng. Từ đôi chân run rẩy nặng trĩu, Lacazette trở về với hình ảnh ấn tượng sát thủ ngày nào. Những bàn thắng ở mùa này đều phản ánh đúng những gì tinh túy nhất của tiền đạo người Pháp: di chuyển, chọn vị trí thông minh, xoay người, xử lý gọn gàng và dứt điểm lạnh lùng hiểm hóc. Có thể nói Lacazette đang trên đường trở thành một Ruben van Persie 2.0, mà dù còn lâu nữa để anh chứng tỏ khả năng của mình. Mùa giải năm ngoái, sự xuất hiện của Aubameyang là một trong những nguyên nhân
khiến cho pháo thủ thi đấu khởi sắc hơn. Chân sút người Gabon chuyển đến Arsenal trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Và với tốc độ cùng khả năng săn bàn tuyệt vời của mình, anh khiến người ta nhớ đến huyền thoại sông rộng Harbury, và đó chính là Thierry Henry. Như đã nói, điểm mạnh của Lacazette là việc xoay trở, che chắn bóng, di chuyển tạo khoảng trống cho các đồng đội lập công, và tất nhiên chính là bản năng sát thủ của anh. Trong khi đó, điểm mạnh của Aubameyang là tốc độ, là khả năng chọn vị trí, tận dụng khoảng trống mà các đồng đội tạo ra. Chính sự bù trừ hoàn hảo cho nhau đã tạo nên sự kết hợp hoàn hảo của hai cái tên kể trên. Và nếu Lacazette và Aubameyang tiếp tục phong độ như nêu trên, các cầu động viên của Arsenal hoàn toàn có quyền mơ về một cặp song sát mới cùng đội bóng chinh phạt các danh hiệu lớn trong tương lai, giống như những gì mà Dennis Bergkamp hay là Thierry Henry từng làm trong quá khứ. Sở hữu pháo hoa nồng trong đội hình, bây giờ là lúc mà các cầu động viên của Arsenal mơ mộng về những ngày hoàng kim trong quá khứ. Quý vị và các bạn nghĩ như thế nào về việc Aubameyang và Lacazette sẽ trở thành một cặp song sát mới của bóng đá thế giới? Hãy comment ý kiến của mình bên dưới video các bạn nhé. Đừng quên subscribe điểm danh cầu thủ để nhận được những video mới nhất. Còn bây giờ, mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Give me